tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết mới đây văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có văn bản truyền đạt chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về vụ tai nạn lao động tại công ty cổ phần giấy Hương Lợi cụm công nghiệp Phú Lâm huyện Tiên Du. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các đơn vị liên quan và huyện Tiên Du làm rõ nguyên nhân vụ nổ nhà máy giấy khiến một người mất mạng, hai người bị thương. Người đứng đầu tỉnh Bắc Ninh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu chữa các nạn nhân, các đơn vị kịp thời phân loại cấp cứu, điều trị tại chỗ và tại các tuyến điều trị nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng, hạn chế tối đa thiệt hại về người. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 17 giờ ngày 9 tháng 4. Bên cạnh đó, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần Giấy Hưng Lợi chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du, Công ty Cổ phần Giấy Hương Lợi và các cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ người bị tai nạn. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc an toàn lao động, vệ sinh bảo vệ môi trường làm việc. Trước đó, vụ tai nạn lao động nghi nổ bể ngầm khí ga xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 tại Công ty Cổ phần Giấy Hưng Lợi. Thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện một người thiệt mạng thương tâm tại chỗ và hai người bị thương. Các nạn nhân là công nhân của công ty Hương Lợi, người thiệt mạng là anh Quy VT, sinh năm 1993, địa chỉ xã Triềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Hai người bị thương đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực nhà xưởng xảy ra sự cố rộng khoảng 4.000m2, vụ nổ khiến toàn bộ phần mái của nhà máy đổ sập. Trước đó, công ty Hưng Lợi cũng đã bị các cơ quan chức năng xử phạt 320 triệu đồng vì không có giấy phép môi trường, công ty bị tạm đình chỉ hoạt động từ tháng 1 năm 2024, đang trong giai đoạn sửa chữa, xây lắp thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy.